Cả cha hảo. Đây là bài 31 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ quyển 1, tương với phần tiếp theo của bài 10 quyển 1. Bây giờ trước tiên hãy nghe từ ở tại. Giải. Giải. Có đang ở đây không? Nguyên văn là ở không. Giải mà. Giải mà. Cách này thường được dùng để hỏi ai đó có mặt hay không. Có ở đây hay không? Nguyên văn là ở không ở. Giải bú giải. Giải bú giải. Bố bạn có ở đây không? Hay bố bạn có ở nhà không? Nguyên văn là bạn bố ở không? nhí bà bà giải mà. nhí bà bà giải mà. Lý Sư Hào có ở đây không? Lý Cha Hào ở đây mà. Lý Cha Hào ở đây mà. Thầy giáo Vương có ở đây không ạ? Hoàng lão sư ở mà. Hoàng lão sư ở mà. Bây giờ là từ anh ấy, thầy ấy Chú ấy bác ấy chỉ nam giới. Tha. Tha. Anh ấy là ai? Tha sư sế. Tha sư sế. Chú ấy khỏe không? Tha khảo mắc. Tha khảo mắc. Của thầy ấy. Tha đợi. Tha đỡ. Bây giờ là từ học sinh. Xếng. 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 Học sinh của thầy ấy. Nguyên văn là thầy ấy của học sinh. Tha trong đó danh từ trung tâm là học sinh để ở cuối còn của thầy ấy là định ngữ đặt ở phía trước là học sinh của thầy ấy thầy giáo vương có ở đây không ạ võng sư dạy mà 王老师在吗? Em là học sinh của thầy 我是他的學生. ấy. 我是他的学生。我是他的学生。thầy ấy. Tôi thầy ấy. không có ở đây. Nguyên vâng văn là thầy ấy không ở. Tha bố bây giờ là từ nhà cha cha âm hán việt là ra. nhà tôi nguyên văn là tôi nhà của cha của cha nhà bạn nhỉ cha nhỉ cha nhà của thầy giáo Vương 王老师的家，王老师的家。尼古里森号，李昌浩的家，李昌浩的家。欧、啊、尼在家，在家。 厄念啊，厄念轰，在家吗？在家吗？他也有念他在家。他在家。他也有念哎。他在家呢。他在家呢。 Thầy giáo Vương có ở đây không ạ? Vương 老师在吗？Vương 老师在吗？Em là học sinh của thầy ấy。我是他的学生。我是他的学生。Thế không ở đây。他不在。 Tha bú giải. Thế đang ở nhà. ấy Tha giải cha nè. À? Tha giải cha nè. À? Bây giờ hãy nghe nhà. nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Tiếng Trung không khó lắm. Khải bú thải nán.

请问你贵姓？Delacy。叫什么名字？那是英文杂志。cơm chỉ cơm gạo tẻ thông thường. 米饭。 bia, Pí Hai để dưới đi ạ. À? Láng khoai ủ bà. Còn lấy cái khác nữa. Khái ảo bia à? Đổi tiền. Khoản chiến, Tiểu thư. 小姐 đổi nhân dân tệ,换人民币. Đợi một lát, tầng ý đến một chút xem, số gì số, điện sinh,先生。 Phong lan việc 放浪野国李升浩、李昌浩的办公室。tìm ai，找谁？nhân viên，职员。thế có ở đây không ạ? t h ả 哦你好在家好心学生